Đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em xin Bình Dương phải đã ghi nhận rất nhiều các cô các chú các anh chị phải đã ở tất cả những tỉnh phải đã vô cùng rất xa, rất nhiều người từ phía miền Trung, phía miền Bắc, phải đã miền Tây để về đây mong muốn nhờ anh em xin Bình Dương tìm cái thần. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo của một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa để về đây mong muốn nhờ anh em xin Bình Dương hình như đang tìm vợ. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ, anh tên Tùng. Danh Tùng hả? Dạ. Anh Tùng quê ở đâu? Em quê Kiên Giang. Mình là người dân tộc Khmer. À, người Khmer hả? Dạ. Danh Tùng. Anh Tùng nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 43. 43 hả? 43 là sinh năm mấy? Sinh 1982. 82 hả? 82, 42 thôi. 42, 43. Tuổi Tuất đúng không? Dạ đúng rồi. Danh Tùng. Dạ. Quê Kiên Giang. Dạ. Anh Tùng cho biết là hiện nay là anh về đây nhờ anh em ở chính Bình Dương tìm ai? Tìm vợ em. Vợ tên là gì? Vợ em tên là Thê Hồn. Nó bỏ nhà. Vợ tên là Thê hả? Dạ Thị Hồn. Thị Hoàng hả? Dạ Hòn Đá đó. Hòn. À dạ. Hòn. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay cũng 39 nè. 39 tuổi hả? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký cái đó không? Dạ có anh. Ồ, anh được mấy người con rồi? Hai đứa em. Trai gái? Dạ, hai thằng trai anh. Hai người trai hả? Dạ. Con anh nhiêu tuổi rồi? Con năm nay cũng vô học lớp 12 rồi anh. Ồ, con dạ. Lớn đấy hả? Dạ. Một bé đã học lớp mấy? Một bé là học lớp 3. Ồ, nhỏ vậy? Dạ, cách nhau cũng hơi lâu anh. Ồ, mình sinh thêm hả? Dạ. Ồ. Anh... Không, cái đó là hai vợ chồng em là phối hợp đúng không? Phối hợp nhịp nhàng hả? Dạ, dạ. Ồ, mình phối hợp hay đấy. Kế hoạch tốt. Dạ. Anh cho hỏi hiện nay anh Tùng hả? Anh đang làm công việc gì? Em làm công ty. Làm xí nghiệp hả? Công ty gỗ ở Bình Dương. Ồ, mình quê Kiên Giang. Dạ. Bây giờ em lên đây làm nghiệp. Ồ. Hai vợ chồng bây giờ vợ em mới dặn em nó bỏ đi. Vợ dặn anh bỏ đi hả? Dạ bỏ. Vậy đi. Là hai vợ chồng anh ở chung hả? Dạ ở chung, hiện tại ở chung nó bỏ đi rồi. Ở chung tại Bình Dương? Dạ. Ồ. Lên đây làm nghiệp rồi nó dặn em nó bỏ đi. Ừ. Ra cách đây cũng gần 2 tháng rồi anh. Đi rồi 17. Ngày 17 tháng 7. Ồ, giờ gần 17 tháng 9 rồi. Gần rồi. Dạ, gần 2 tháng rồi anh. Vậy là các con anh ở đâu? Con ở dưới quê gửi. À, con gửi ở gia đình ở quê hả? Dạ. Hai vợ chồng anh đều là công ty hả? Dạ đúng rồi. Chung công ty không? Chung công ty rồi chung một khâu luôn. Ồ, vậy là thuận tiện đó. Dạ. Rồi nói em bữa ổng bên công ty mà nó ép sản lượng em tàu phó đó, ép sản lượng tàu em. Tàu phó hả? Dạ tàu phó ép sản lượng đúng không? Dạ rồi em kêu dạ em nghỉ. Rồi nói giờ em nói làm ở đâu rồi cũng không được. Bây giờ em đi làm cho khác, anh đi làm cho khác. Rồi nó nói vậy rồi em năn nỉ. Giờ em năn nỉ mình đi làm chung đi em. Bây giờ làm công ty đó không được mình đi cho khác. Vậy vậy rồi bữa đó em đi ca đêm. Đi ca đêm em buồn ngủ quá. Tầm cỡ 11 giờ đó, vậy đó. Rồi nó phép cỡ nó bỏ trốn rồi. Trốn luôn hả? Dạ. Trốn 12 giờ đêm luôn hả? Không. Chắc sáng. Mấy giờ sáng? 11, tầm cỡ 11 giờ mấy đó. 11 giờ là nửa đêm thôi. Không, em đi ca đêm rồi giờ về ngủ hả? Về ngủ sáng lên á, tầm giờ này nè. Ừ. Thế mà mấy giờ vợ anh bỏ trốn? Dạ, em ngủ quên. Không biết mấy giờ luôn. Dạ, tầm cỡ em ngủ đâu rồi, cỡ 10 giờ mấy em mới ngủ, em bị vậy em đi ca đêm á. Ồ. Sáng lên dạ, xin nghỉ công ty đó rồi em vô. Rồi. Vô viết giấy thôi việc đó. Anh Tùng trong hỏi này. Cái người mà làm ép anh ấy. Dạ. Ép sản lượng đúng không? Gọi là ép để làm nhiều đúng không? Dạ đúng vậy. Cái người đó có quen với vợ anh không? Dạ không. Ồ, mình là người đó trai hay gái? Người đó trai. Trai hả? Dạ. Anh có thấy là người đó nói chuyện với vợ anh bao giờ không? Cũng nói chuyện bình thường thôi. Ồ, vợ anh có nói chuyện thân mật với người ta không?
Dạ cũng cũng có nhà, ví dụ mình đi làm công nhân mình phải nể người ta vậy đó, mình phải nể người ta, mình nói thăng vậy đó anh. Người... Hai vợ chồng anh về Bình Dương để làm việc lâu chưa? Dạ em cũng lên gần 8 năm rồi. Hai vợ chồng em lương cao không? Lương nhiều tiền lắm. Vậy tiền tài lúc em làm công ty đó cũng được 13 triệu mấy anh. Ủa, cao đó. Một hai vợ chồng em là cũng được tu hoạch cũng cũng khá á. Được 20 không? Dạ 27 mấy anh. Ôi giời ơi, quá cao rồi, mình không chịu khó. Dạ. Nhưng mà chắc người ta ép mình làm mệt quá hả? Dạ. Nhưng mà người ta ép sản lượng như vậy mình càng làm nhiều tiền thì sao? À, không phải, ép sản lượng cái vụ, ép sản lượng đó cái vụ sở trưởng bữa đó là ghi sản lượng rồi, nó bôi trên sản lượng đó rồi nó tăng sản lượng cho em. Ủa? Nó làm hết cái sản lượng đó để mới được về. Sao mình không nói chuyện nhẹ nhàng, bây giờ tôi mệt quá rồi, vợ bốn con đau, đến giờ trễ rồi, tôi cố gắng hết sức rồi. Em cũng năn nỉ anh nói vậy đó, rồi em chỉ em không có nói gì, em chỉ cử với ảnh rồi em sáng lên hai vợ chồng em viết đơn xin thôi việc đó. Hai vợ chồng đồng lòng luôn hả? Dạ. Anh Tùng cho em hỏi là hai vợ chồng mình là có yêu thương nhau không? Dạ có, em thương vợ em nhiều lắm. Thì mình có giận vợ bao giờ không? Có giận thì giận, em cũng giận. Đó là giận thì giận mà thương thì thương đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Mình có bao giờ ra tay ra chân với vợ không? Dạ không. Mình có nhậu nhẹt say xỉn không? Có nhậu thì giờ hai vợ chồng em nhậu bình thường. Hai vợ chồng nhậu chung hả? Dạ đúng rồi. Cái gì có bạn bè đi vậy qua phòng em chơi, có nhậu thì nhậu chung chứ không có gì hết. Bạn bè qua nhậu là trai hay gái? Vậy cái vụ bạn bè bà con chú bác không rồi. À. Chứ không có ai xa. Người quen hả? Dạ chú bác. Vợ anh ấy hàng tháng đi làm về, hai vợ chồng có tiền này, mình có kể chuyện có đến là tháng này mình cố gắng không? Dạ có. Tiền ai giữ? Tiền thì cái vụ bắn qua cho bà và vợ mua sắm vàng gì đó rồi. Ủa? Cái vụ em còn dư nhiêu đó để tiêu xài hàng tháng đủ thôi. Anh làm bao nhiêu anh đưa vợ đúng không? Dạ. Vợ là bắn cho mẹ vợ đúng không? Dạ. Mẹ vợ mua vàng và giữ dùng đúng không? À, để dành cho hai vợ chồng em. Ồ, đến giờ phút này mình có biết là được nhiêu không? Dạ em hiện tại em còn dư mấy cây rồi, còn trước đó thì em xây dở các căn nhà cửa xong hết cho người anh. Ồ, có nhà rồi hả? Dạ. Giỏi đi, nhà to không? Dạ nhà em hiện tại có 140 mấy mét vuông anh. Ôi giời ơi, nhà to đó. Vậy là các con anh đang ở căn nhà đó? Dạ. Vậy là quá giỏi rồi. Dạ. Thế là vợ anh là có bao giờ là bỏ nhà đi không? Dạ em... Đi mấy lần rồi? À, đi lần trước là đi có 18 ngày à. Lần trước đi có 18 ngày thôi hả? Dạ. Ít vậy. Lần này nó đi, nó đi luôn rồi. Nó không chứ. Bây giờ mày đừng kiếm tao nữa. Mày đừng kiếm tao nữa. Tao không có gì với mày đâu. Tao không về với mày. Dạ. Ồ. Lần trước ấy là tại sao vợ lại bỏ nhà đi 18 ngày? Tại lúc trước nó bèn mấy mẹ tới đó. Úi giời ơi. Em kêu nó ngừng, nó nói nó không ngừng. Nó nói mày làm gì tao làm đi. Ôi. Bữa đó em chặn quá, em lấy gối đập vô cái mặt nó hai cái thôi. Úi giời. Em hay hát hò trên TikTok hả? Dạ nó cũng... Vợ cũng anh... lên mạng chơi TikTok vậy đó. Vợ anh, em... vợ anh có hát trên TikTok không? Anh có dạ. Thấy hát không? Dạ có. Có hát hả? Vợ anh hát trên TikTok lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Ôi giời ơi. Anh có chơi TikTok không? Dạ em chơi mà lướt chơi thì đúng không? Lướt chơi coi bài này bài kia hát chơi vậy đó. Mình lướt cho xem cho vui thôi đúng không? Dạ đúng. Chứ mình không, thực tế là mình không chơi trực tiếp đúng không? Dạ. Ồ. Anh và vợ là tối có ngủ chung không? Dạ có, bình thường anh. Mình có thấy tình cảm dành vợ dành cho mình là từ trước giờ là khác thường không? Dạ cũng bình thường anh. Bình thường hả? Dạ. Cái thời gian ấy, trước cái thời điểm mà vợ bỏ nhà đi 18 ngày ấy, là lâu chưa? Cách đây cũng lâu, 2
2023. Mới hả? 2023. Mới được một năm. Vậy. Ồ, vợ anh đi lúc mới giờ anh có tìm được là vợ đi đâu không? Ở đó em cũng ở Bình Dương, Tân Nguyên. Tân Nguyên Bình Dương. Dạ, mẹ tại em ở Phú Yên. Lúc trước là anh tìm được vợ, vợ đang ở đâu? Dạ, lúc trước thì ở Tân Nguyên, Tân Phước Khánh. Tân Phước Khánh? Dạ. Vợ anh ở đó với ai? Vợ em chỉ ở có mình. Anh có thấy không? Dạ, có thấy. Nhà trọ? Dạ, có. Anh có thấy đôi dép hoặc quần áo của người đàn ông không? Dạ, không. Ủa, anh có vô anh kiểm tra không? Dạ, có vô kiểm mà không có thấy ai có mình. Anh có hỏi những người hàng xóm, những người phòng trọ kế bên? Dạ. Là phòng này có người nào đàn ông tới không? Dạ. Có không? Có không phải. Đấy, là có đúng không? Dạ. Đấy, để có. Vậy là vợ anh về là có xin lỗi anh là vợ anh sai không? Dạ, cái lúc bữa đó nó cũng có xin lỗi. Ồ, có xin lỗi hả? Bỏ bà, người nó từ đây về sau nó không chơi TikTok nữa. Ồ, vợ anh có xin lỗi mà bỏ qua. Dạ. Và nói là hứa là từ nay không chơi TikTok nữa. Dạ. Nhưng mà về là vợ anh có chơi tiếp không? Chơi chỉ chơi trong mạng, nó không có. Không hát đấy đúng không? Dạ. Anh có thấy vợ anh gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó bất thường không? Dạ không anh. Anh không thấy hay anh không để ý? Em cũng để ý mà nó không. Mình vẫn nghi ngờ để ý đúng không? Dạ. Tối là mình hai vợ chồng làm ai ngủ trước? Hai vợ chồng ví dụ ngủ là ngủ chung. Hai vợ chồng đều nhắm mắt ngủ cùng một lúc luôn. Dạ. Buông điện thoại là ngủ cùng luôn. Dạ. Ồ. Mình nhưng mà vợ như vậy là sai, nhưng mà anh có sai gì với vợ không? Em cũng có lỗi sai, mà sai bữa ổng là đi là em ép nó. Đi đâu? Nó ép nó nghỉ trong công ty. Ồ. Em mới ép nó qua là nói làm ở đâu cũng không được. Vậy đó. Là vợ bỏ thế hả? Dạ. Nhưng vợ anh nói như vậy là đúng hay sai? Dạ em nói đúng mà em cũng có lỗi sai. Đấy bây giờ anh đi đâu kiếm được 13 triệu, 14 triệu một tháng? Dạ. Đi chưa? Kiếm chỗ mới chưa? Dạ là hiện tại là em chưa có đi làm. Đó. Trước mắt là mình thiệt hại, đúng không? Dạ. Bây giờ một ngày là 400-500 ngàn, phải không? Dạ. Anh nghỉ được mấy ngày rồi? Dạ, em nghỉ cách đây cũng gần 2 tháng rồi. Ôi giời ơi, gần 2 tháng mất 30 triệu rồi, thấy dạ. Chưa? Mà có mất vợ luôn. Mình tính như vậy là sai lầm chưa? Dạ, em thấy cũng có sai, em cũng thật. Bây giờ anh còn thương vợ không? Dạ. Anh còn thương vợ không? Dạ còn. Thương nhiều không? Nhiều. Thương nhiều, nói chuyện với vợ đàng hoàng đi. Dạ. Tại em điện, dạ em không có bắt máy được anh. Ừ. Bây giờ mình nói chuyện đây nè. Vợ anh đang xem video này, đang xem cái cuộc trò chuyện này, xem anh có thành khẩn là nhận lỗi lầm sai của mình không? Bây giờ thật lầm ấy, anh có lỗi sai với em. Cho anh xin lỗi em, từ nay về sau em, anh không có phạm lỗi với em nữa. Cho anh xin lỗi em nhiều đi, anh sai rồi. Em từ nay về sau anh sẽ lo cho em. Anh hết. Cho anh xin lỗi từ nay về sau anh lo cho em. Hối hận rồi đúng không? Dạ. Mất vợ đúng không? Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Mất vợ là mất hết. Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Anh về từ nay về sau anh sẽ lo cho em hết cuộc đời. Mình hứa là mình sẽ thương vợ nhé. Dạ, thương em hết cuộc đời, từ đây về sau anh lo cho em. Trước là mình yêu vợ, mình tìm hiểu, quen vợ lâu không? Dạ, cũng quen lâu. Mấy năm? Dạ, cũng 2 năm mấy anh. Ôi giời ơi, quen quá lâu vậy mà vẫn chưa hiểu nhau hả? Dạ. Mình có quen người phụ nữ nào không? Bây dạ. Giờ nè. Dạ, không. Chắc dạ, không? Dạ, chắc chắn. Vậy là vợ anh không có bỏ trốn đi á? Dạ. Là đem theo những cái gì? Không có đem theo gì hết trơn anh bị lấy mà thẻ ATM chứ dây chứng minh. Dạ thôi. Có đem tiền đi không? Dạ. Có đem tiền đi không? Không, cái tiền thì trong cái bóp em rồi. Dạ em bỏ đi. Nó không có lấy đi luôn. Không thèm tiền luôn? Dạ. Ồ. Trong bóp em nó còn hồi lúc đó còn cần 7 triệu. Ồ. Mà giấy chứng minh dạ em thì bỏ trong cái bóp em, rồi trong túi quần em không giấu.
gì đâu mà dạ em không thèm lấy luôn. Không thèm lấy luôn. Dạ chỉ lấy giấy chứng minh. Không thèm tiền luôn. Dạ. Anh có nghi ngờ là hiện nay vợ anh giận anh là một phần. Dạ. Vì giận anh cho nên bây giờ vợ anh bỏ đi thế này đã có người đàn ông khác đi theo không? Dạ em suy đoán là không có đâu. Suy đoán là không có luôn hả? Dạ em tại vì em tin tưởng không? Dạ tin tưởng. Sao lúc trước mình cũng tin tưởng mà lại không mà lại vợ vẫn đi? Dạ tại mà lần dạ, trước làm sao vợ đi? Dạ em tại vì rằng em cái em ép nó tại vì nó muốn động lực và làm công ty kiếm tiền về quê. Là vì sao anh lại không chịu khó với vợ? Tại vì em có thằng lỗi sai đó. Bây giờ anh xin lỗi em. Vợ anh đẹp gái thì nay ngàn lại xin lỗi em về với anh đi. Vợ xinh gái trắng trẻo cười duyên dễ thương, anh mà sảnh ra một cái một thì ông khác ngố ngay lập tức luôn. Nếu anh bây giờ nếu bỏ vợ này, anh có lấy được người vợ khác đẹp giống này không? Dạ em không có trong cái ngày đó nữa anh. Em không. Chỉ mong vợ và anh về. Không có trong ngóng nữa đúng không? Dạ. Mình vẫn tin tưởng người vợ này đúng không? Dạ. Thế từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này là đúng mấy tháng rồi? Dạ gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Vợ anh có gọi điện nhắn tin về nhà cho anh không? Có gọi được có mấy lần đi mấy tháng anh. Vợ anh gọi làm sao? À, gọi bây giờ từ đây về sau em không về với anh như lúc trước nữa. Bây giờ thì tôi lần này đừng kiếm tôi nữa. Tôi không có về như là lúc trước nữa đâu. Không về là giống lúc trước nữa. Dạ. Ôi giời ơi. Thế khổ thật. Thế là bây giờ anh có hy vọng không? Dạ em cũng hy vọng giờ em quay về với em. Lúc trước ấy là vợ anh nhắn tin này, đừng có kiếm tôi nữa. Khi nào tôi hết giận sẽ thấy. Đúng không? Dạ. Vợ anh nhắn tin là anh sống được tốt đi. Vì anh đối xử với vợ thực sự là một cách rất tệ bạc. Dạ. Giờ vợ anh đi này chỉ có xin đi cầm giấy tờ đi thôi để tìm hạnh phúc mới. Dạ. Này vợ anh nhắn tin này. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Vợ anh nói là đang đi tìm hạnh phúc mới. Dạ. Thì anh nhắn lại cho vợ cho anh biết em đang ở đâu. Tôi không còn tin tưởng vào ông nữa. Đừng nói nhiều. Giờ không. Nếu không cho tôi tự đi làm. Dạ. Tôi đi làm. Anh này nhắn là em đã ở đúng không? Dạ. Em đã ở là ở đâu? Không nói nhiều. Và anh tiếp tục không nói là không nói nhiều. Dạ. Nhưng mà vợ anh gọi cho anh sao anh không nghe máy? Dạ em ở đó em bỏ trong mà điện thoại trong cốp xe. Dạ em đi tìm vợ em. Vợ anh hiện nay ấy, là gửi cho anh một cái trang TikTok. Dạ. Người ta nói là góc tâm sự của những người đàn ông và những người phụ nữ gửi cho anh luôn. Dạ. Mục đích cho anh xem. Dạ. Mày đừng tìm tao nữa. Tao không về sống chung với mày đâu. Ôi trời ơi. Mày đôi chân em có hai đứa con. Thế này là vợ anh không về thật rồi. Mất vợ rồi anh ơi. Cố gắng sống thật tốt nhé. Đầu tiên là hát còn nói chuyện lịch sự này. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Nếu anh không còn thương, hãy chia tay đi. Có nghĩa là anh liếu kéo đúng không? Em không thể quay lại như trước nữa. Nó đi làm đi. Trời ơi. Hết hy vọng rồi. Ôi giời, là con số mật khẩu gì đây? Mật khẩu gì đây? Cái này mật khẩu gì? Dạ mật khẩu cái số thẻ em á. Tại em mà không có biết đường cái số mật khẩu. Ôi giời ơi. Dạ em còn nghĩ tới em vậy nữa đó anh. Nói chuyện chỉ 0 giây và 16 giây là nhiều. 0 giây không à? Có nghĩa là anh gọi và anh không nghe máy. Em ngủ ở chỗ máy gần máy mình làm. Nó đó là lúc trước anh. Rồi bây giờ thế này. Cái câu chuyện em đọc được mấy câu trạng thái tin nhắn. Đó là cái quyền riêng tư của anh và vợ. Yeah. Nhưng muốn nói ở đây là những cái đúng và cái sai. Yeah. Có thể anh đã sai với vợ rất nhiều. Yeah. Anh sẽ nói những câu, những cái ngôn từ rất khó chịu với vợ. Dạ yeah, đúng rồi. Vì vậy vợ mới quyết định bỏ nó ra đi. Dạ. Vợ anh tuyên bố thẳng là hiện nay đừng đi tìm nữa.
mà vợ anh ấy sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Chưa biết là có hạnh phúc hay là không. Dạ. Nhưng trước mắt là phải đi tìm. Em không có muốn tìm nữa, là em muốn gặp vợ. Bây giờ anh muốn gặp vợ anh lần cuối đúng không? Dạ. Để mình nói chuyện đúng không? Dạ. Anh xin lỗi vợ chưa? Dạ. Mình dạ, từ trước đến giờ phút này mình xin lỗi vợ bao nhiêu lần rồi? Dạ. Nhiều lần chưa? Cái lần này là lần thứ mấy? Là thứ hai. Thứ hai hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ. Rồi bây giờ anh hứa vợ anh một lần nữa đi. Bây giờ anh xin hứa với vợ, từ nay sắp tới anh không có làm lỗi sai với em nữa. Chắc chắn không? Dạ chắc. Từ nay về sau anh đối xử với em rất tốt. Dạ. Anh nhận lại xin lỗi em về với anh đi. Giờ mất vợ và mất hết, mất tất cả. Dạ. Tiền bạc không quan trọng đâu anh ạ. Dạ, đúng không? Tiền bạc là vô phi bây giờ. Đấy. Bây giờ em có bao nhiêu tiền cũng em không có giải cũng không có vui. Đó, đúng chưa, mất vợ rồi. Dạ, ngàn lại em xin lỗi em bây giờ. Hôm nay anh về đây em đi. Mong muốn để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình tăng tiền tìm vợ. Dạ, đúng. Anh có hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh để gặp mặt nói chuyện không? Dạ, có. Hôm nay về đây có mệt mỏi lắm không? Dạ, em thấy cũng không có mệt gì mấy. Không mệt lắm hả? Dạ. Anh thấy mọi người ở đây đang chờ đợi đúng không? Dạ. Thì hy vọng là các anh em sẽ tìm được. Dạ. Hy vọng anh. Anh đã thông báo với cha mẹ vợ hoặc anh xin lỗi cha mẹ vợ anh chưa? Dạ có rồi, bữa hôm em có qua qua nói chuyện với bà vợ nói gắn tìm vợ đi. Có bữa hôm em có về quê rồi. Bà nói là kiếm vợ con về đi, làm ăn đi. Lúc có thì không giữ, nó mất rồi mới tìm. Khổ không anh? Đúng không? Dạ. Anh năm nay là 42 tuổi rồi. Đó. Cái tuổi này là xế chiều. Em thấy cũng hơi là hơi hẳn nhiều lắm. Hẳn em chưa? Các con anh có biết không? Dạ biết. Biết hết luôn hả? Con anh có buồn không? Dạ, nó còn cũng buồn anh. Chắc chắn là buồn. Dạ. Rồi em dạ. Cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Anh nhắc lại cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là vợ anh họ tên là gì, sinh năm mấy, quê quán ở đâu? Dạ em Thầy Hòn, quê quán Kiên Giang, Cầu Bao. Sinh năm mấy? Sinh 1986. 86? Dạ, 1986. Tuổi Dần. Dạ. Anh là tuổi Tuất. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Dạ. Hy vọng là trong những ngày tới anh em xin mình sẽ tìm được vợ cho anh nhé. Dạ, xin cảm ơn anh nhiều. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai biết được thông tin chính thức em bé đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quân đội Nghiêm theo số điện thoại 0913 785858. Bởi đây là cái câu chuyện mâu thuẫn là gia đình nhà nào cũng có chuyện lớn và chuyện nhỏ, nhưng quan trọng là cách ứng xử và xử lý của mỗi gia đình khác nhau. Hy vọng là các cô chú chị hãy giúp anh em hiệp sĩ quân đội Nghiêm để anh em sớm tìm được thông tin chính thức em bé đang ở đâu. Yeah. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ quân đội Nghiêm đăng tin tìm vợ. Yeah. Anh có đồng ý cho các em hiệp sĩ chia sẻ tất cả những thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ yeah, được. Đồng ý không? Đồng ý. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúc anh cường lộc bình an nhé. Dạ. Yeah. Dạ quý vị đồ cho phép công trần xin thay mặt các em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạ, yeah, cảm ơn.